Trong ngày 10 tháng 6, thì mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập lụt tại Hà Giang. Địa phương đã phải triển khai các lực lượng nhằm hỗ trợ di dời người dân ra khỏi những điểm ngập lụt nguy hiểm. Hơn 1.000 du khách tham quan sông Nho Quế bị mắc kẹt do mưa lũ đã được lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. Thực hiện phương châm nước rút đến đâu, khẩn trương giúp dân vệ sinh dọn dẹp nhanh đến đó. Ngay trong ngày 10 tháng 6, khoảng 600 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang và lực lượng thường trực Dân quân tự vệ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang đã tổ chức hỗ trợ nhân dân bị ngập lụt và cô lập do mưa lũ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang yêu cầu các đơn vị nắm chắc tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kịp thời ứng phó hiệu quả với mưa lớn, chủ động phòng ngừa, giúp nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Hiện nay trên địa bàn thành phố hiện nay nhiều vùng đang bị cô lập và chúng tôi đang huy động lực lượng ứng trực và đang tiếp tục thực hiện cái việc giúp đỡ nhân dân di chuyển tài sản và cứu người và tài sản ra khỏi vùng lũ. Hiện nay thì nước vẫn đang dồn về để tương đối là cục bộ và chúng tôi đang tiếp tục thực hiện. Với phương châm 4 tại chỗ, chính quyền các xã phường đã huy động nguồn lực cùng người dân ứng phó với tình trạng ngập lụt, đồng thời thông báo cho người dân chủ động khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đã kịp thời sử dụng cái lực lượng tại chỗ, thứ nhất là giúp nhân dân trong cái đầu tiên là gọi nhân dân để và báo thức nhân dân dậy, sau đó thì sẽ giúp vận chuyển đồ đạc, các cái trang thiết bị cần thiết, qua đó thì cũng giảm được cái thiệt hại về tài sản. Còn về con người thì trên địa bàn phường chúng tôi thống kê thì cũng không có thiệt hại về con người. Tính đến 12 giờ ngày 10 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi, khiến 3 người chết, 2 người bị lũ cuốn trôi ở Hoàng Su Phì và 1 người bị sạt lở đất ở Quảng Bạ, gây thiệt hại về tài sản, ước tính khoảng 9,5 tỷ đồng. Cũng tại một số tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang có mưa to gây sạt lở đất và nước sông dâng cao gây ngập lụt một số vùng trũng, nhiều tài sản hoa màu bị thiệt hại. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước từ đầu nguồn ồ ạt đổ về gây lũ khá cao trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai. Dòng nước chảy xiết cuốn theo nhiều củi rác từ phía thượng, nước lũ dâng cao cũng làm ngập úng nhiều diện tích hoa màu của người dân ven sông, tuyến đường ở vùng cao bị sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá ở ta luy dương. Mưa lớn liên tục những ngày qua khiến nước sông Gâm đoạn qua các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng dâng cao, gây ngập lụt một số vùng trũng. Nhiều tuyến đường cũng bị sạt lở, tắc cục bộ. Một số tài sản như bè cá, các công trình nhà bếp, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị vùi lấp, cuốn trôi. Trên các tuyến quốc lộ 34, 4A, tỉnh lộ 207 đã xuất hiện hơn 50 điểm sạt lở, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Trước tình hình trên, tỉnh Cao Bằng đã tập trung thông đường sớm nhất để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tổ chức thông tin, cảnh báo người dân chú ý di dời nếu thấy dấu hiệu sạt lở đất. Những ngày qua, trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang liên tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, gây sạt trượt mái ta luy dương, làm thiệt hại về nhà ở, tài sản và nguy hiểm đến cuộc sống của các hộ dân tại tổ dân phố Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Lộc, đang sinh sống tiếp giáp với mái ta luy dương. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình sạt lở đất tại tổ dân phố Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và tình hình sạt lở đất, chủ động thực hiện các biện pháp sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn khi có diễn biến bất thường tại điểm sạt lở. Thưa quý vị, trước những diễn biến bất thường của thời tiết cực đoan, ngay trong ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký công điện số 57 yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi Trung Du Bắc Bộ. Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong những ngày tới, cụ thể là từ ngày 14 đến 17 tháng 6, dự báo rằng khu vực miền núi và Trung Du phía Bắc sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên các sông thuộc lưu vực sông Thao, sông Đà, sông Lô sẽ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó về sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triển khai công tác ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, trong đó tiếp tục tổ chức rà soát, di dời, sơ tán ngay người dân ra khỏi vùng khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm khôi
khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai, đồng thời tổ chức cảnh báo, dự báo và có những cảnh báo liên quan đến mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục các sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt, triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ nhân tạo và lũ quét do ảnh hưởng của hồ đập. Một điểm báo sẽ mở đầu với một bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo Đài Đoàn Kết. Thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam trong năm 2023 đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ và trong vòng 4 năm, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt là từ 16 đến 30% mỗi năm, thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Kinh doanh thương mại điện tử trong đó có hình thức livestream phát triển mạnh mẽ, càng đặt vấn đề về việc bảo vệ người tiêu dùng khi đi chợ trên mạng. Thực tế, nhiều người tiêu dùng đành bỏ qua khi mua hàng và nhận về không ưng ý, đồng thời với họ, việc không biết khiếu nại ở đâu và không được bảo vệ. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy nếu hoạt động thương mại điện tử không sòng phẳng minh bạch thì sẽ phải đối diện với khó khăn trong tương lai khi niềm tin thị trường giảm sâu. Theo các chuyên gia, việc trốn thuế đối với những cá nhân kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, trong đó có hình thức livestream bán hàng, cần phải có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, đi cùng với đó là đảm bảo chất lượng hàng hóa cho người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng cũng cần tìm ra người bán hàng vi phạm là ai, đặc biệt là cần một kho dữ liệu về những người kinh doanh trên chợ mạng. Hiện nay thì các lĩnh vực chứng khoán, bất động sản đều đang được điều tiết bằng thuế thu nhập cá nhân, do đó cũng cần tính phải có giải pháp phù hợp cho vàng. Theo bài viết thì các chuyên gia kinh tế đánh giá cao các giải pháp của Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đối với thị trường vàng, nhất là phương án mới khi mà Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC đã bán tới người dân. Qua đó đã ổn định giá vàng, đặc biệt thu hẹp chênh lệch giá vàng. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng cho rằng đó chỉ là các giải pháp tạm thời. Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp hữu hiệu để thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tránh hệ lụy tiêu cực của tình trạng này như là buôn lậu, trốn thuế, quản lý ngoại tệ chuyển ra nước ngoài. Đặc biệt thì cần có giải pháp căn cơ, toàn diện hơn quản lý thị trường vàng trong thời gian tới như là sửa đổi Nghị định số 24 năm 2012 của Chính phủ cho phù hợp với tình hình hiện nay. Thời gian qua, trên địa bàn cả nước tiếp tục xảy ra các vụ vỡ họ, hụi hoặc là bị đối tượng chủ họ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến cho nhiều người bị mất tài sản với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Đa phần những người dân ở các địa phương tham gia chơi họ đều là những người có lao động thu nhập thấp, kinh doanh nhỏ lẻ, gom góp từng khoản tiền tiết kiệm hàng tháng của gia đình vào chơi họ, thậm chí là đi vay tiền để góp họ. Tuy nhiên, lợi dụng việc này thì nhiều chủ họ cũng đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, khiến cho các hội viên trắng tay lâm vào cảnh nợ nần, mất tài sản, ít thì vài chục triệu đồng, nhiều thì lên đến hàng tỷ đồng, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Các cơ quan công an khuyến cáo để tránh bị lừa đảo và mất tài sản, người dân nên lựa chọn các hình thức đầu tư tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn để tránh việc tham gia vào hụi họ mang tính rủi ro cao, tiềm ẩn các nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản, đồng thời phải nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến góp vốn để vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro. Áp lực giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2024 là rất lớn. Theo báo Tuổi Trẻ thì cần triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Từ cuối tháng 1 năm 2024, các tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đầu tư công tập trung rà soát tiến độ thực hiện các dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho giải ngân vốn ngay từ đầu năm. Nhưng nay đã giữa năm 2024, những tín hiệu về giải ngân vốn đầu tư công chưa mang lại sự yên tâm, thậm chí là đáng lo, bởi năm nay tổng số vốn được giao cao hơn mọi năm. Trước thực trạng đó, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là cơ quan quản lý tham mưu về đầu tư cần làm rõ trách nhiệm của mình, của cơ quan chính mình cũng như là các cơ quan và lãnh đạo đơn vị liên quan đến việc chậm trễ giải ngân. Điều quan trọng nhất là cần phân định rõ chậm trễ là do thể chế pháp luật hay hạn chế ở khâu thực thi và ai phải chịu trách nhiệm chính.